thì đến. Xin mời quý anh chị cùng thưởng thức nhé. Quý anh chị nào có thích em hát nhạc của Lệ Quyên không thì thả tim cho em để sau cái khúc này em hát tặng cho quý anh chị nha. Rồi cái khúc Sợ Yêu luôn nè. Ok chị. Ta còn gì để nói, chấm dứt là cách tốt thôi. Hai người dừng ngược lối, suy nghĩ chi anh ơi, hà cớ chi níu kéo. Khi cuộc tình ta đã héo khô, em phải lùi lại một bước. Trả cho anh sự tự do, trả cho anh những lời nói dối, trả cho anh những vết thương anh xếp ngăn nắp vào em bao ngày. Người dưng không cần quan tâm gì đâu hỏi thăm. Hôm nay em vấp ngã chỉ biết nhìn xa xa. Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của anh thì anh hãy ngước nhìn về bên ấy, cứ sao lại nhìn về bên này. Có chăng sự tự do anh nói bay em không như ý, anh xem em là nơi anh thích thì đến không thì đi. Anh có bao giờ nghĩ là em đớn đau bao năm tháng, em không hề tan tranh hay níu kéo anh dù nửa lời. Bởi vì yêu anh thôi nên em đành phải ngậm ngùi nấp sau những mong muốn nhất thời của anh vậy thôi. Anh thích thì anh đến, anh không thích thì anh đi sao? Đây là cái nhà chứ không phải cái chợ. Ok. Mọi người thấy không? Tự nhiên tối thứ hai làm về mệt mỏi, lên nghe Nancy nó nói bậy bạ, nó hát cho nghe. Trời ơi, vui quá chừng. Ăn cả chả ốc nữa thôi, bá cháy. Sau qua khúc này em hát cho khúc của Lệ Quyên nhé, tặng cho quý anh chị. Trả cho anh sự tự do, trả cho anh những lời nói dối, trả cho anh những vết thương em xếp ngăn nắp vào em bao ngày. Người dưng không cần quan tâm yêu thương gì đâu hỏi thăm. Hôm nay em vấp ngã chỉ biết nhìn xa xa. Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của anh thì anh hãy ngước nhìn về bên ấy, cớ sao lại nhìn về bên này. Có chăng sự tự do anh nói với em không như ý, anh xem em là nơi anh thích thì đến không thì đi. Anh có bao giờ nghĩ là em đớn đau bao năm tháng, em không hề tan tranh hay níu kéo anh dù nửa lời. Bởi vì yêu anh thôi nên em đành phải ngậm ngùi nấp sau những mong muốn nhất thời của anh vậy thôi. Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của anh thì anh hãy ngước nhìn về bên anh, cớ sao lại nhìn về bên này. Có chăng sự tự do anh nói với em không như ý, anh xem em là nơi anh thích thì đến không thì đi. Anh có bao giờ nghĩ là em đớn đau bao năm tháng, em không hề tan tranh hay níu kéo anh dù nửa lời. Bởi vì yêu anh thôi nên em đành phải ngậm ngùi nấp sau những mong muốn nhất thời của anh vậy thôi. Nấp sau những mong muốn nhất thời của anh vậy thôi.
Quý anh nhớ nha, quý ông nhớ nha. Yêu ai yêu người thôi, đừng có thích thì ra, thích thì tới, không thích thì đi nha, không được đâu. Làm tổn thương trái tim nhỏ bé, đúng không quý anh chị? Rồi, tiếp tục chương trình nè.